Thưa quý vị, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến Đà Nẵng có hơn 2.225 doanh nghiệp ngừng hoạt động và 538 doanh nghiệp giải thể, kéo theo hàng chục ngàn lao động mất việc làm. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo an sinh xã hội, bài toán sinh kế cho những lao động này đang được các cấp chính quyền nỗ lực tìm giải pháp. Một trong những giải pháp quan trọng đó là ưu tiên nguồn lực tài chính để người dân tự tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đang được thành phố đặc biệt quan tâm. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố có hơn 27.300 doanh nghiệp hoạt động với gần 365.000 lao động. Covid-19 đã đẩy nhiều lao động vào tình trạng không có việc làm, mất việc làm hoặc buộc phải trở thành lao động phi chính thức. Trong đó có hơn 2.225 doanh nghiệp ngừng hoạt động và 538 doanh nghiệp giải thể. Ước tính có hơn 58.000 người bị mất việc làm, thất nghiệp, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn đã thực hiện hỗ trợ cho người dân về cái an sinh, đặc biệt là trong giải quyết việc làm. À, chúng tôi cũng tham mưu với ban thành phố, ủy thác qua ngân hàng chính sách à, là một số vốn để triển khai mà cùng với cái đối ứng của ngân hàng trung ương để triển khai kịp thời trong năm 2021. Trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Các sở ngành của thành phố Đà Nẵng đã giải quyết kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, góp phần tích cực hỗ trợ người lao động trong thời gian mất việc, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, giúp người lao động sớm tìm được việc làm mới để ổn định cuộc sống. Đặc biệt, sở đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giải ngân được 19.626 dự án vay vốn để giải quyết việc làm với số tiền 947 tỷ đồng tạo việc làm cho 19.667 người. Chúng tôi xác định năm 2022 sẽ là tập trung vào cái nguồn vốn cho vay mở rộng duy trì và tự tạo việc làm. nguồn vốn này nó sẽ đáp ứng cho được nhiều các khách hàng. vì đặc biệt là sau khi khôi phục dịch bệnh, cũng như là cái nhu cầu vay vốn mà hiện nay tôi cho rằng là cái vấn đề chuyển đổi nghề là rất lớn. Năm 2022, thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề là thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Để làm được điều này, trước hết mỗi người dân trong độ tuổi lao động phải có việc làm, có thu nhập ổn định. Bởi có việc làm là chương trình chiến lược đậm tính nhân văn được thành phố Đà Nẵng triển khai xuyên suốt từ năm 2005. Theo chương trình ba có, gồm có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Giải quyết việc làm chính là trụ cột quan trọng trong mục tiêu an sinh xã hội tại thành phố trong năm 2022 và các năm tiếp theo thì thành phố sẽ tiếp tục dành các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội thì trong đó thì sẽ ưu tiên nguồn lực ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội thành phố để thực hiện tín dụng chính sách nhằm thực hiện tốt chương trình bốn an và chương trình ba có của thành phố đồng thời sẽ chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu tham mưu các chính sách hỗ trợ đối với các hộ nghèo giai đoạn 2022 2025 theo chuẩn mới. Bên cạnh đó thì thành phố sẽ tiếp tục đề nghị ngân hàng chính sách xã hội Trung ương quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn đối ứng với nguồn vốn của thành phố ủy thác trong năm 2022 và các năm tiếp theo để hỗ trợ kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp tục duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập và ổn định cuộc sống. Đại dịch Covid-19 chưa thể kết thúc sớm, tác động tiêu cực có thể còn kéo dài ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, lao động, đời sống của nhân dân. Trong khi đó năm 2022 Quy định về chuẩn nghèo có nhiều thay đổi, công tác xóa đói giảm nghèo sẽ gặp nhiều thách thức. Chính vì vậy, tăng nguồn lực cho ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ kinh tế vi mô luôn được ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt ưu tiên. Đến nay, tổng số ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội là khoảng 1.600 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng dư nợ tại ngân hàng này, trong đó chủ yếu là cho vay giải quyết việc làm.